Bạn luôn cảm thấy mình bị mất sự tự do khi phải giải quyết hàng tá công việc trong một ngày. Bạn nghĩ rằng hạnh phúc và thành công không phải là thứ dành cho bạn. Bạn còn nghĩ rằng để hình thành một thói quen tích cực là một điều vô cùng khó. Và bạn đừng lo, đây chính là cái suy nghĩ của đa số chúng ta. Và mấu chốt ở đây đó chính là sức mạnh của sự kỷ luật. Như chúng ta đã biết, mỗi một đất nước đều có một cái bộ luật riêng. Luật pháp sinh ra là để bảo vệ con người, bảo vệ quyền tự do và bình đẳng. Không có luật pháp thì xã hội sẽ trở nên hỗn loạn. Mọi sự mâu thuẫn trong các mối quan hệ đều khởi sinh từ việc là không có quy tắc hoặc phá vỡ quy tắc. Chẳng hạn như trong mối quan hệ vợ chồng thì cũng cần có quy tắc. Ví dụ như là việc nhà là việc chung, nuôi dạy con là việc chung, yêu thương là trách nhiệm chung. Ngoài ra những việc liên quan đến tự do cá nhân cũng cần có quy tắc. Quy tắc sẽ bảo vệ hạnh phúc và sự phát triển của gia đình. Mỗi một thành viên vi phạm nguyên tắc cần có hình phạt thích đáng, cần phải cho người vi phạm biết được cái cảm giác đau. Và đây chính là cái kỹ thuật neo cảm xúc. Tác dụng của việc này sẽ giúp cho chúng ta không dám vi phạm quy tắc nữa. Bạn hãy hình dung sự tự do, thành công, hạnh phúc và thói quen tích cực chính là vòng tròn giá trị mà bạn muốn. Giá trị được bảo vệ bởi vòng tròn niềm tin. Giá trị cốt lõi và vòng tròn niềm tin thì cần được bảo vệ bởi vòng tròn quy tắc. Vòng tròn quy tắc thì bao gồm có rất nhiều quy tắc trong đó, đó là quy tắc 1, quy tắc 2, quy tắc 3. Vậy chúng ta cần phải làm gì để ứng dụng kỷ luật hiệu quả? Bạn hãy hình dung một mục tiêu của mình giống như việc bạn đẩy một tảng đá hình tròn đi từ chân đồi lên tới đỉnh đồi. Nếu bạn buông tay ra, không còn nỗ lực nữa thì tất cả những cố gắng của bạn sẽ tan biến. Không những vậy, bạn sẽ mất đi động lực và những thói quen tiêu cực sẽ hình thành. Kỷ luật ở đây chính là những cái nỗ lực không ngừng nghỉ với tư duy tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi nào có kết quả như tôi mong muốn. Trong quá trình kỷ luật và những nỗ lực thì giải pháp và những nguồn lực sẽ tự sinh ra và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn như lúc ban đầu. Cuối cùng, thành công sẽ đến với bạn. Chắc bạn cũng biết Edison và hơn 10.000 lần thất bại để mang lại ánh sáng cho nhân loại. Và ông có một cái câu nói đó là: tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra hơn 10.000 lần phát minh chưa hoạt động mà thôi. Khi ý chí đủ lớn thì mọi khó khăn sẽ tự lùi bước. Hãy like và subscribe để nhận được những video giá trị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.